Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món chèo đậu đen rồi, chèo đậu đen nước nước dừa rồi, đá bầu chè rồi, đá bầu chè đậu đen, giống giống vậy mọi người. Đây mọi người, chè đậu đen mọi người. Nước dừa mọi người, này nước dừa dắt mọi người. Đi làm mọi người. Ly đá mọi người, đá không mọi người. Ly không mọi người. Muỗng mọi người, muỗng dài mọi người, dài lâu mọi người. Bây giờ về dài về lâu mọi người. Mời mọi người dùng ăn không mọi người, nhỏ học tiểu học mọi người, ăn đá bào chè đậu đen mọi người, ăn đá bào xì dô mọi người, giờ chơi bữa nào cũng làm cái mọi người, làm cử mọi người, không mình mua đồ chơi mọi người, nhỏ lúc nào cũng vậy mọi người. Đi này ngon rồi, đậu vừng rồi, thơm. Mình có đậu phộng mà, thơm. Để vô ăn đúng ngon rồi. Nó bị lờn, cái lon bị lờn rồi, dặn ấy. Đậu phộng rồi để sau này mà. Cái đó không có đậu phộng, quên nó nước dừa luôn, đâu có nước dừa, có nước dừa. Đánh dừa cho con bé nó làm sao mình nước dừa này dễ hơn luôn. Trong đợi mà tới chiều ấy đúng không, đúng có vậy đúng không, nhưng mà chiều cũng hơn người ta, nhưng mà cái vậy nó đúng không à. Giống đó luôn mà, giống nhỏ hay ăn luôn mà. Mình phải ăn thì hơi thiếu thiếu. Để vừa vô là giống luôn mà. Đó là ăn quả bọc nghe mà. Bỏ vô bọc này nè. Tam đây là bạn đá vô. Có em hôn khúc mà. Đây không? Thank you.
nhỏ thì ăn thì để đá bào vô mọi người, tôi ăn cái ống hút vô mọi người. Cọp ra mọi người, đây mọi người, đá bào chè mọi người, ở đó thì đã ăn vậy mọi người, cái ống hút như này, để cộng như thông nha mọi người, đá bào chè, đá bào siêu mọi người, ăn cái ống hút hút mọi người. Cái mùi giống hồi đó nè, lạnh lạnh để đá nhiều sao nó lạc không nè, về uống lạnh lạnh giường nè. Hút nóng rồi xong cái hết nước á, một là cắn cái đít mọi người, hai cắn cái đít là cái gốc của nó mọi người, ngay giờ xe xe là cắn cái đít nó mọi người, gốc đây không mấy lộn nữa, lộn rồi, lộn dài cái bánh da ăn mọi người. Hồi đó thì cầm cái bạch giống vậy mọi người, đi da ăn nhiều mọi người, nhỏ mọi người. Dạ. Đá bào chè mọi người. Để dừa vô mùi vị nó giống mọi người. Này nước dừa dắt mọi người. Nước dừa có nước dừa tươi, dừa dắt với nước dừa dừa thắng mọi người. Nước dừa thắng cho bằng nước dừa gì đó không biết. Thắng là không mọi người. Nước cốt mọi người, nước cốt dừa. Rồi. Ngon rồi, này đá bào chè mọi người, món tuổi thơ mọi người, nhỏ hai em mọi người. Rồi. Đá bào chè đậu đen mọi người. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một bữa chiều thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.